Chào bà con ha, bữa nay Liệt lên mà thăm cái ao ốc Liệt đổ mà 650 ngàn lại nha bà con. Bữa nay Liệt lên thăm lại coi cũng giáp tháng hết rồi. Thì ghé lại thăm cho ảnh đi ngang đó, ghé thăm lại cho ảnh thì hồi lúc mà Liệt đổ cho bèo anh này nè. Là lúc đó là có ốc của Liệt dính trong đây nha, cho ảnh thêm nữa thử nó dính trong đây coi nó 2 tháng này lúc Liệt cho nó dính bèo thì nó khoảng tay cái vậy nè. Thì bèo nuôi trước 1 tháng rồi đổ thêm tháng là tổng số lên đây được 2 tháng là nó có số bự, nó bắt đầu nó có đẻ rồi kìa nha bà con. Nó có đẻ rồi. Đây nè. Nó có đẻ nè. Nó thấy không? Hồi lúc mà Liệt cho bèo á, lúc đổ á ha, là Liệt canh là tới ngày hạ dèo là nó sẽ kín ao, bà con thấy không? Kín ao đều quăng hết. Nó kín ao hết, kỹ thuật của Liệt nó mỗi mùa mỗi khác nhau, nhằm khi có số bà con không hiểu á, nó ít bèo không ít đâu. Bà con để kín nghít gì bà con thả gọn cái hạ ra nó đi không được. Tùy theo mùa, theo mỗi mùa mình làm mỗi khác nhau nè. Để cho của ảnh là lúc này lúc đó là dính cái bèo này, hồi bèo này là Liệt cho nè. Nè, trứng bự bự không nè. Đẻ nè. Đây nè, nó đang lên đẻ, nó còn xuống nó chưa ấy nè. Hiện tại là Liệt giao ống ốc cho bà con này nè, giống này nè, thấy không? Đít bằng bù nghệ, cái này để đại đây nữa cho anh gái kìa, bên đó đẻ ổ được kìa, trắng bà con. Rồi thăm ốc một tháng cho bà con coi nè, nè tàu rồi, tàu hết hồn, ổ mẹ ơi, mẹ nè. Liệt thả hang bu nghệ nè, bà con thấy không? Hết hồn luôn rồi nè. Tợ một tháng nó bự rồi nè. Lạnh lùng luôn rồi. Rồi nè. Tức là Liệt đổ được một tháng rồi đó nha bà con. Được một tháng là một tháng là cái khu này là không mòn đít luôn. Một tháng rồi đó, một tháng là khu này đổ là tổng số của ảnh là 650 ngàn. Nó bữa nay bèo bà con thấy kín hết trơn nè. Thì bữa nay Liệt lên thăm cho ảnh đang coi có bèo anh thấy hay vàng vàng đó, anh kêu lên thăm mà bèo này không có gì hết. Kêu anh xịt thuốc rồi được cử rồi, nó không có bị sâu. Nó ăn nghe góp luôn. Cái trứng này để đây đi. Con này nè. Con này là lúc đó là dính bèo này, lúc đó Liệt cho bèo. Lúc mà cho tay cá nè. Tạo ra có nè. Một tháng rồi nè. Tiền thì hết biết luôn rồi, ông mẹ ơi tại tàu. Nó nghe gào gào luôn nha. Thì nhắc bà con là thấy vụ Liệt giao đó là chuyển tới chỗ đổ cho con đó là 310 ngàn, để cho thêm ngàn nó tới chỗ đổ kỹ thuật cho bà con làm. Thì cái giống này giống toàn là ốc bu nghệ với thích bằng không à. Ồ nó ăn tiêu qua cái nãy chung nè. Ăn hết này luôn nè. Tản là ngon luôn nè. Hết hồn luôn rồi nè. Kìa đẻ đó nữa kìa. Ừ. Nhóc hết trơn. Tao gọi con nè đi tới đây coi nè, hết hồn luôn rồi. Tiễn con đi. Đây, qua bên kia. Nó là bèo. Bèo nó hơi vàng vàng, kêu anh xịt một cái nay xanh dần lại hết trơn, kín ao trơn chứ đâu có. Đâu có gì đâu. Chứ nhắc bà con là cái vụ cái giao ốc đặt cái vụ cái ngày đặt cái vụ Liệt chỉ làm hầm cho bà con phải không, chỉ bà con làm hầm cái voi phải không, thì cái voi xong rồi trơn cái đó là cái khâu đó là chưa có dính dáng gì trơn á, chưa dính dáng thành công hay không đó là cái ngày đổ giống á, cái ngày đổ giống á thì tới đổ là sẽ chỉ thực cho bà con hết nước nôi hoặc là bèo thuốc bèo luôn ha, rồi với cái thay đổi thời tiết luôn nó, thời tiết thay đổi móc nổi nghiêng đó là cái ngày đó là Liệt lại sẽ tới là cho bà con nó để dành làm sao này có sự cố lấy ra làm. Chứ còn đặt cái vụ mới có ngày chỉ gãy voi không mà đâu có thành công được, nó đâu có cái đó đâu mà thành công dễ gì.
Liệt nói không phải nói mua của Liệt, mua của ai cũng vậy chứ, cũng được chứ, nhưng mà còn kỹ thuật của Liệt là tới chỗ đổ là bà con muốn thành công như thường thường Liệt quay lên đó ha. Đó như là cái vụ cái anh nãy lọt mấy con bữa nay đẻ rồi đó ha, đó là cái vụ nó không chịu là nó đâu đẻ đâu. Đó của anh đã chịu nước đàng hoàng, bữa nay lớn cũng đẻ bình thường đó. Còn kỹ thuật của ai không biết thì sao không biết, chứ còn của Liệt thì nó theo khác bà con chỉ cho bà con làm. Rồi, anh chưa trồng gì chân vậy, anh trồng hết rồi nè. Trồng chân, anh nay đang chỉ người ta làm ai trồng anh chưa ra. Như đặt cái vụ anh mà đặt cái vụ anh đổ 650.000 này, mà nếu mà đặt cái vụ anh tính mà rẻ mắt là anh mua là dư ra số tiền lớn lắm. Nhưng mà nhắc bà con á, cái rẻ cái mắt đừng có qua, không có quan trọng, mà quan trọng nhất cái thành công hay không. Hen, cái đó là mới quan trọng, chứ đặt cái vụ mà ham rẻ ghề đi, giờ có số bán rẻ hơn đi mà nuôi đặt cái vụ kỹ thuật, đặt cái vụ ốc nói nghiêng nói ngửa người ta có chỉ mình được đạt á, thì tốt, mà còn không có là rồi lỡ có gì là bà con trắng tay đó, chứ không phải chơi đâu. Không phải Liệt nói mà mua có Liệt, tại vì mấy cái đó sự cố Liệt thất bại 3 năm trời là Liệt biết rồi, thì tùy bà con muốn tùy theo bà con lựa chọn. Còn Liệt là kỹ thuật gì nè, đổ bà con đổ gì nè, có gì Liệt tới chỗ chỉ cho bà con. Này đổ rồi được tháng nè, hôm nay lên thông ra chấm nè. Đó, như bữa nay nhắc nữa ha, con hổm có con anh đó đó, anh nói đổ ốc mà sao không có bèo gì, không có bèo gì chân đâu, nhưng mà cái kỹ thuật của Liệt khác. Mỗi mùa mỗi khác nhau, không kính nào đó đâu, bữa nay anh mở anh nhìn coi nó kính không ha, anh nhìn coi kính không, tại kỹ thuật của Liệt khác lắm. Kỹ thuật của Liệt đã thất bại 3 năm rồi, những gì cái 3 năm trời thất bại đó với cái thành công đó là Liệt sẽ áp dụng làm cho bà con, mỗi mùa mỗi khác nhau. Rồi đặt cái vụ còn anh có kỹ thuật hay quá, anh nhảy ra anh chỉ đi cứu bà con. Đó, bữa nay đổ ốc được quay lại nha. Đẻ nữa kìa, đó ngổ luôn. Cái ốc đó là dính trong bèo của Liệt đó, rồi vớt cho mương nó rồi Liệt cho nó rồi ảnh lúc đó khoảng tầm có 2 tháng ta cái gì nè. Rồi bây giờ bữa nay lên là ảnh nuôi bèo 1 tháng nên đổ ốc bữa nay 1 tháng nó ra 2 tháng là tổng số được 4 tháng là nó ba lớn rồi đó. Đi. Qua đây không? Được rồi. Này đâu có lăn đâu. Con mới đặt cái vụ làm hầm đi thì đào đất lên thì chỉ gãy voi ai làm cũng được, cái khâu đó bình thường, cái khâu đó mới rồi chứ đâu có thành công đâu, không phải dễ đâu có thành công đâu. Cái nuôi bèo này còn khó hơn nuôi ốc nữa nè, cái nuôi bèo này nè nó hổm của ảnh điện lên hay gì vàng, khi ảnh xịt cái nó thành cảo lại nó ra đọt ngon trơn nè, hổm nhìn vàng xịt cái nè. Nói á, đặt cái vụ cái nói á, ngồi ai nói cũng được hết trơn, nói ai nói cũng được, nhưng mà đòi hỏi làm á, làm được hay không mới quan trọng, chứ còn có số ngồi đó để nói đó, ai nói cũng được. Quay phim này nói cũng được nữa nè, mà đòi hỏi nó làm được hay không á, không mình đồ đâu ta. Cứ hỏi cái thực hành nè, sức năng với chút đi. Không, về chỗ nào cũng đó, ở dưới này nè. Đây. Ngang ngang qua luôn không à? À. Đó đó, còn đó.
Trời ơi, còn kẹo con chứ. Cái này hạ mùng nè, mạnh lắm. Đặt cái vụ nó mạnh là bà con nè, bằng ngày mà nó còn nổi gì nè. Hang nó nổi gì là nó cũng mạnh lắm. Nhưng về không nó không có yếu đâu. Nè, nó mạnh nè. Đè nổi cho nó bơi vậy đó. Có nhận nữa. Hầu của nó đeo nè. Ừ. Nó đeo. Có con số bự nè. Này mấy con vượt đàn nó lớn nè. Ốc này khỏe nè, ốc này nó da giáp tháng nè con. Giáp tháng nè. Đi của ốc này đạt lắm. Cái bèo nó thưa, nó đi nó mạnh luôn kìa. Lộ cái bằng ngày mà nó lộ mặt nè. Bằng ngày nó lộ cái nè. Nè nghe lóc bóc luôn. Tạo coi nè tính. Tạo điện con cái nhân này nổi luôn. Giáp tháng rồi nè. Điện con đi. Quay đây nè. Mới dẹt ngang là nó vẫn lú gâu ra. Ha nè, lú gâu là ốc mạnh lắm mà đặt cái vô mình dẹt ra nó không lú gâu mà nó hiếp. Nó hiếp nó đứng một chỗ hoài là ốc nó thay đổi thời tiết nó không tốt. Nghe lóc bóc vậy. Ừ. Ha, nghe như mưa vậy. Chết trời. Mất biết luôn. Bu nghệ nhóc chân, bu nghệ không thấy thấy ruột luôn nè. Đen con chưa? Đen con đâu? Điều nè. Hết biết không? Thôi mình giờ mình lên tuốt lên trên đó mình thăm cái khu giữa cái khu này khu bìa nè, thạch tạo con nè bằng trước chân rồi mà lưng cái chân rồi giận luôn tạo được con nè, tức là làm giờ tuốt vậy đó. Giờ đi xuống tới đây xuống gì mới thấy. Con này bu nghệ nữa nè, bu nghệ nè. Bu nghệ nó dằn hực à. Nó đi xa tới đây hả? Nhanh ha. Trời ơi, đeo cái. Bên đây nó leo lên con chuột nè, con bẻ ốc nổ mà ơi. Con bẻ nè, ngủ lắm xuống trên cái nè. Đáng thành luôn ơi. Đi tới đây đi nhiều ý nha. Con tuốt cái chả nó đi xuống tới đây. Nè bằng ngày mà nó lậu gì nè. Đen con nha. Hết biết rồi. Ậu nó đeo con súng ăn cái nè. Ậu con con nè. Hết hồn con nè. Nó ưa lắm súng. Giận nè. Trời ơi nó đeo bụi khủng khiếp à. Nè rễ sơ cỡ đó. Chân nè tức luôn rồi lử hết chân nè hết khiếp luôn rồi hết đèn thì ông nghệ nhóc quá trời ha quá nhiều
đi xa dữ. Đi xa tốt cho nó. À, mình quay như được rồi. Thăm nó được rồi. Đi xuống đó cái đi. Ừ, đi vòng qua nó. Nó đạt rồi. Tại vì thăm gì chắc cỡ khoảng thầm tháng giêng tháng 2 gì liệt lên thăm cho anh một trận nữa. Quay cho bà con coi nữa. Ý là lúc mà liệt cho bèo này nó dính ở trong đó là tay cái đó mà giờ đẻ đó. Vậy là tức là nước đẻ gì là nước của anh đó, nó cũng chịu rồi. Ở đây anh nó giật quá. Nó kính nào trơn đó. Chứ con không kính đâu. Nhưng mà thường á đặt cái vụ bà con dặn, bà con như đặt cái vụ liệt mỗi làm mỗi vụ mỗi khác nhau hết trơn á, mỗi mùa khác trơn không có giống đâu. Cái mùa mưa mình làm lại khác nữa, còn cái mùa nắng mùa này làm lại khác nữa. Chứ đâu có mà mỗi mùa mình làm một phát đâu. Mỗi một mùa mà làm một thứ một là không bao giờ được. Đó, kính nào trơn đó. Thì hiện giờ cái clip này liệt đổ cho đi lên thăm cho ảnh cũng rồi nha bà con. Chào bà con nha, lúc sau.